Năm trừ diệt tất cả các kết, kết là phiền não, do phiền não mà kết tập sinh tử, tức cũng là tám, 18 xử, đoạn trừ được lậu sinh tử, tức cũng là vô minh, tức cũng là dục niệm. Dục tức là lậu sinh tử, dục tức là năm dục. Do đó có câu tài sắc danh ăn ngủ là năm gian địa ngục. Tại sao chẳng nói thiên đường năm gian? Tại sao chẳng nói là Phật quả năm gian? Vì năm dục này là đọa lạc. Một khi đọa lạc thì đi xuống địa ngục sẽ thấy đế chân thật, lý thể chân thật. Đó là pháp thấu rõ của bậc Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn dịch là nhập lưu, nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh, ngược lại dòng phàm phu sáu trần. Chẳng nhập vào trong dòng sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, chẳng bị sáu trần làm lay chuyển. Mắt thấy sắc chẳng bị sắc lay chuyển, tai nghe tiếng chẳng bị tiếng lay chuyển, mũi ngửi mùi chẳng bị mùi lay chuyển, lưỡi nếm vị chẳng bị vị lay chuyển, thần giác xúc chẳng bị xúc lay chuyển, ý biết pháp chẳng bị pháp lay chuyển. Đã dứt được kiến hoặc tam giới 88 phẩm, chứng được sơ quả A-la-hán gọi là bậc hữu học. 6. Quán vị thiền là họa hoạn, biết tất cả là vắng lặng, không đến không đi, là pháp thấu rõ của bậc Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm dịch là Nhất Lai, tức là còn một lần sinh vào cõi trời dục giới và nhân gian, đã đoạn được kiến hoặc tam giới và đoạn dục giới tư hoặc 6 phẩm trước. Tam giới có 81 phẩm tư hoặc, chứng được tam quả A-la-hán gọi là bậc hữu học. 7. Chẳng thích khoái lạc ba cõi, do đó có câu ba cõi như nhà lửa, sinh tử như oan gia. Cho nên cầu hết pháp hữu lậu sẽ chấm dứt sinh tử. Đối với pháp thọ sanh, cho đến một niệm cũng chẳng sanh ái trước. Xa lìa sinh tử pháp vô thường này là pháp thấu rõ của bậc A-na-hàm. A-na-hàm dịch là bất hoàn, tức là không trở lại dục giới thọ sinh tử nữa. Đã đoạn được kiến hoặc tam giới và đoạn được tư hoặc dục giới ba phẩm sau. Dục giới có 9 phẩm tư hoặc, sắc giới có 36 phẩm tư hoặc, vô sắc giới có 36 phẩm tư hoặc, chứng được tam quả A-la-hán là bậc hữu học. 8. Do được 6 thần thông, tức là 1. Thiền nhãn thông, 2. Thiền nhĩ thông, 3. Tha tâm thông, 4. Túc mạng thông, 5. Thần túc thông, 6. Lậu tận thông, lại đạt được 8 giải thoát, tức là 1. Trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát, 2. Trong không sắc tưởng, ngoại sắc giải thoát, 3. Tịnh giải thoát thân, tác chứng cụ túc trụ, 4. Không vô biên xứ giải thoát, 5. Thức vô biên xứ giải thoát, 6. Vô sở hữu xứ giải thoát, 7. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát, 8. Diệt thọ tưởng định thân tác chứng cụ túc trụ. Lại có 9 định, tức cũng là 9 thứ đệ định. 1. Sơ thiền thứ đệ định, 2. Nhị thiền thứ đệ định, 3. Tam thiền thứ đệ định, 4. Tứ thiền thứ đệ định, 5. Không xứ thứ đệ định, 6. Thức xứ thứ đệ định, 7. Vô sở hữu xứ thứ đệ định, 8. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thứ đệ định, 9. Diệt thọ tưởng thứ đệ định. Lại đắc được 4 vô ngại biện, tức là 1. Pháp vô ngại biện, 2. Nghĩa vô ngại biện, 3. Từ vô ngại biện, 4. Nhạo thuyết vô ngại biện. Đủ thứ những pháp đó thảy đều thành tựu viên mãn. Đó là pháp thấu rõ của bậc A-la-hán. A-la-hán dịch là sát tặc, nghĩa là giết hết tặc phiền não. Còn dịch là ứng cúng, về đạo cao đức trọng, là dụng phước của thế gian, xứng đáng thọ trời người cúng dường. Còn dịch là bất sinh, chẳng thọ phần đoạn sinh tử nữa, đắc được hữu dư niết bàn. Do đó có câu các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong, chẳng thọ thân sau nữa. Đã đoạn tam giới, kiến tư hai hoặc, chứng được tứ quả A-la-hán gọi là bậc vô học. 9. Tánh thích quán sát tất cả pháp đều từ duyên khởi. Do đó có câu các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, Phật Ta Đại Sa Môn thường hay nói như thế. Tâm thường vắng lặng bất động, biết đủ thì vui, ít việc thì an. Thấu hiểu nhân duyên pháp, tự tánh, tự chứng mà được khai ngộ, chẳng do người khác dạy mà khai ngộ. Mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi. Thấu hiểu tất cả vạn vật tự sinh tự diệt mà ngộ đạo quả, thành tựu đủ thứ thần thông viên mãn nhất thiết trí huệ. Đó là pháp thấu rõ của bậc Bích Chi Phật. Bích Chi Phật dịch là độc giác. Trước khi Phật chưa ra đời, tự tu tự chứng là độc giác. Sau khi Phật ra đời, nghe pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo gọi là duyên giác. Đó là tiểu thừa tự tu tự ngộ, chẳng mang đến sinh tử của chúng sinh làm tự liễu hán. 10. Trí huệ rộng lớn các căn lanh lợi,
thường thích độ thoát tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, sinh tu phước đức và trí huệ pháp trợ đạo. Hết thảy 10 lực và 4 vô úy của Như Lai, tất cả công đức hoàn toàn đầy đủ, viên mãn thành tựu, đó là pháp thấu rõ của bậc Bồ Tát. Bồ Tát dịch là hữu tình giác hay giác ngộ tất cả hữu tình chúng sinh. Bồ Tát có tinh thần tự giác giác tha. Đó là 10 pháp thấu rõ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được pháp thấu rõ vô thượng đại trí của Như Lai.